Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobile nha. Ok, rồi. Ok, vô được cái breaker, sao breaker luôn nè, được nè. Đó, khóa lại luôn. Khóa lại luôn, này là khóa lại lấy hai con sao đó luôn. Ừ. Tại vì nếu mà lên được hai sao hai con đó thì cũng gọi là ghê chứ bộ, gọi là cũng gọi là ổn định, à, ổn định chứ. Đúng không? Hôm qua làm một bộ Goblin World Goblin Demon, Witcher Demon. Trời Fallen Witcher 3 sao, nghe thấy là anh em biết mạnh rồi đúng không? Có cần nói nữa đâu, Fallen Witcher 3 sao là biết luôn lực cỡ nào rồi. Chưởng phát nào ăn tiền phát đó luôn. Nhưng mà vẫn có ông vô comment là tại sao không lấy máy bay để kết hợp 6 mét kiếm chú quỷ 3 bơm 3 rồi chẳng hạn. Chắc gì nó đã lên được 3 sao đâu. Chắc gì nó đã lên được 3 sao. Đi Demon mà không có Witcher là dở lắm nha. Đi Demon mà không có Witcher là dở lắm á. Mà tay dài bây giờ là nếu mà cái nội tính ra cái đường búp của con Fallen Witcher vẫn khỏe mà bạn. Tại sao phải tự làm khó mình đúng không? Tại sao phải tự làm khó mình đúng không? Mình đi như cái bộ như vậy là đã quá mạnh rồi. Đừng có kiểu như mà bị ám ảnh hoàn hảo các bạn. Cái đó cái bệnh đó, cái đó ghi bằng cái bệnh đó nha. Nhiều người bị sợ mấy cái mà kiểu nó lệch lạc đồ này kia. Cái đó là bệnh đó, nên đi trị đi. Đó, cái đó mà để lớn rồi mà nó có cái bệnh nó ở trong người nó nguy hiểm lắm á. Là biết sao? Là bạn sẽ sợ những cái nào mà nó cảm giác như nó đáng sợ, giống như là viên gạch nó bị lệch hay gì, bạn sẽ bị tập trung vô nó quá là bạn làm việc không có được nha. Bàn phím cái tất cả mọi vật dụng của bạn là phải kiểu như là nó phải hoàn hảo, phù hợp với bạn. Vậy thì chết rồi, cái đó ta kêu là phải sao? Yếu về cái gọi là phù hợp cái gì, cái kêu là thăm cái kêu là về sao ta, thay đổi môi trường xung quanh đó, bạn bị chậm cái thích nghi, chậm thích nghi, mà đã đó rồi bây giờ là phải thích nghi mới được. Xã hội bây giờ kinh khủng lắm bạn, cho nên là cố gắng là thích nghi chút xíu, cho nên là kệ nó, bài cho sao chơi vậy, bài cho sao chơi vậy đi, chứ đòi hỏi chi cho nhiều luôn bạn, đòi hỏi chi cho nhiều. Nó ra Fallen 3, tại sao mình phải làm khổ mình tới mức mình phải chờ Ron để lên Witcher 3, Ron lên chú quỷ 3, bơm 3 chi cho cực. Không, Fallen 3 là đủ rồi, Fallen 3 đủ thắng rồi, đúng không? Còn mà muốn cái trận nào mà muốn kiểu mãn nhãn là phải sao, kiểu như có hai thằng so kè với nhau. Thắng nó mới mãn nhãn, còn tới đó là mình thắng rồi. Tới đó là mình thắng rồi. Có làm gì được nữa đâu, đúng không? Thấy không? Đó, nhưng mà có con này hai sao luôn mà, thấy không? Mình nói rồi, hồi nãy mà khóa lại rau đó là quá chuẩn xác luôn. Tại sao? Có cái điềm mà. Có cái điềm, nó cho hai con như vậy là mình cảm giác thấy cái này là không thể nào mà khi không mà nó tự nhiên nó cho mình hai con sao breaker ở đây hết. Rõ ràng là nó có một âm mưu, thuyết âm mưu ở đây. Trời ơi, cái gì vậy nè, Reaper nè, Reaper mua Reaper được 3 Goblin. Được 3 Goblin, ok. Tuka, Unicorn, rồi, hay là Heo Cà Nai luôn ta. Quất Heo Cà Nai luôn để vô thì cũng gọi là ghê, nhưng mà thôi. Có vẻ như khá tốn tiền, có vẻ như khá tốn tiền. Nó để như vậy thôi là ổn rồi. Nếu mà Tuka lên được 2 xài vài hiệp thì cũng bán đi cũng được, vẫn không bị lỗ. Không bị lỗ tại mấy con 1 sao này, 1 tiền nè, up lên 2 sao bán nó vẫn là 3 tiền, nó không có lỗ. Nó không có lỗ. Còn mấy con 2 sao bán ở lỗ đấy, cho nên là thôi giữ mấy con 1 sao này xài vô đầu cho nó khỏe, 1 tiền chứ. Mấy con 1 tiền đi xài cho nó khỏe, nó đỡ bị lỗ. Thôi, bạn thấy không? Bạn thấy cái phi tiêu của con sao breaker không? Nó gọi là phi tiêu tầm nhiệt các bạn. Nó khóa mục tiêu rồi, nó đã kiểu như là xuất kiếm rút khỏi vỏ rồi, là nó bay theo, là nó có di chuyển đi cỡ nào nó cũng bay theo được. Bạn thấy con Water Spirit của nó lướt qua bên kia xong nó bị dí theo, đập vô cái mất gần hết máu luôn nha. Gần hết máu luôn, nghe chất chơi thật. 7 tiền, 7 tiền có thể bán 2-3 con này luôn. Để làm gì? Để lành thành 10 tiền đúng không? Cũng được, nếu mà thắng thì cũng có thể bán 2 con để lấy 10 tiền cũng được nha. Nhưng mà hai con Tuka đây, có vẻ như là mình không có xài hai con Tuka này rồi. Nếu không thì xài giả thú cũng được chứ ha. Sao không có thể xài giả thú cũng được. Thắng hay thua đây mới là vấn đề nè. Ôi, hết pin, hết pin. 20%, ôi, 20% chơi về hiệp này nếu mà thua sớm thì cũng đâu cần sạc. Thua sớm thì đâu cần sạc bạn đúng không?
để coi chút xíu nữa, nếu mà trận đấu mà nó kiểu diễn ra nó dài hơi á, thì có thể sạc chứ 20%, mẹ về top 8 thì sạc làm chó gì. Chút nữa nghỉ sạc luôn bạn, ở chút nữa nghỉ sạc luôn. Trời ơi, căng đây, Thunder Spirit. Mẹ không kịp bán hai con Tutka luôn, thắng xong cái nó qua hiệp sau luôn. Mà mình hơi hơi chậm chút xíu, tại vì thao tác trên điện thoại á, nó cãi mấy cái lặt vặt đó thì đừng quan tâm tới, chủ yếu là cái ván bài của mình nó như thế nào kìa, ván bài nó đang hơi tệ. Nó hơi tệ. Hơi tệ quá này, không biết sao. Chắc là khó giữ 100 máu rồi. Bài như vậy thì không giữ 100 máu nổi bạn ơi. Bài mà muốn giữ 100 máu mà kiểu như lâu thì phải khỏe. Nãy giờ mà mới có một con 2 sao đây rồi sao giữ 100 máu được. Ôi ôi, giết không chết luôn. Trời ơi, nó còn gọi thêm nữa. Thôi mày chết đi, để con cây nó đẻ bây giờ này nè. Con cây nó đẻ nữa kìa, chết đi. Chết đi. Chết đi, ừ hay quá, nó hên quá, nó không đẻ thêm hai con nữa. Mình thấy nó gần đầy ống mana, sợ gần chết luôn á. Gần đầy ống mana, sợ gần chết luôn, sợ nó đẻ thêm hai con nữa là mất máu nữa. Mất máu nữa, cho nên là thôi. Ồ, unicorn quá trời, giờ sao? Bỏ thì tiếc, mà giờ giữ thì cũng tội. Up lên 2 sao ăn cức à. Up lên 2 sao ăn cức, up 20 tiền thôi bạn ơi. Bài này thua rồi. Bài này thua rồi. Bài này thua, không giữ được máu đâu. Cái này bỏ thôi, giữ tiền đi, 50 tiền rồi tính. Mình nhìn bài rồi mình hiểu là máy nó muốn mình thua giai đoạn đầu rồi. Máy nó muốn mình thua giai đoạn đầu mà, cho nên là mình phải chiều ý nó bạn. Mình chiều ý nó, tại sao mình chơi trên sân của nó, mình phải chơi theo luật của nó. Nó muốn mình thua thì mình phải thua chứ không có thắng, ok. Trời ơi, chấm máu đó, mày không chết con mẹ mày luôn đi. Chết luôn đi là mình đỡ tốn máu rồi bạn, nhưng nó lại không chết. Ôi, bởi vậy tao nói rồi, không bao giờ mà có cái gì đó nó thuận lợi hết. Khổ trước sướng sau, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Cái nào mà kiểu như giai đoạn đầu thuận lợi tao kêu bằng đầu xuôi đuôi lọt. Còn mà kiểu như giai đoạn đầu mà khó khăn quá thì khổ trước sướng sau. Trời ơi, cỡ nào nói cũng được hết bạn. Trứng luôn, Reaper luôn, được luôn. Cho lấy hết luôn. Cho lấy hết luôn. Trứng nè, cái trứng này 5 tiền. Cái trứng này 5 tiền có vẻ như là không xài bây giờ. Được luôn, hay lắm em. Để con này vào luôn, có con này 2 sao, hy vọng là đép được hiệp thứ 10. Còn hiệp thứ 9 này chắc cũng xong rồi. Hiệp thứ 9 này chắc cũng xong rồi, cho nên là hy vọng đép 10. Hiệp thứ 9 này chắc cũng không qua khỏi. Không qua khỏi con lương này quá. Để coi con Reaper 2 sao nó có thêm một lượng sức mạnh lớn nào nữa không. Chắc có vẻ là không. Warrior đây, thằng này nó xấu quơ chứ nó câu dữ nè. Xấu quơ rồi nè, xấu quơ rồi. Trời ơi, xấu quơ sớm nha. Mới hiệp thứ 9 là xấu quơ. Giết được con nào hay con đó em ơi. Không giết được con nào luôn, giết được con. Giết được con cũng đỡ. Fallen Witcher, thôi. Có vẻ như lừa đấy. Có vẻ như lừa đấy. Căng nhà, bài vậy thì cũng căng đây. Hơi mất máu hơi nhiều rồi đó, mà tiền còn không có nữa đây nè. Mình đang sở hữu những cái tập tinh, những cái con mà gọi là nó nhiều tiền. Hai con ba tiền đi. Reaper hay là con 2 sao là tính vô nó là 6 tiền rồi. Hai con 2 tiền, ba con 2 tiền là 6 tiền rồi, đúng không? Thế tính ra cũng khó đấy chứ, cũng nhiều tiền đấy, cho nên là tiền của mình hơi bị thọt chút. Có lẽ hiệp thứ 10 này mà nếu mà không thắng được thì mình phải có 30 tiền. Nhưng mà đá năng lượng mà cho đá năng lượng dữ vậy ta. Ok, từ từ nha bạn, để mình quyết định sao, chứ bây giờ chưa quyết định được. Hiệp thứ 10 mình chưa chọn được bài đi. Hiệp thứ 10 rồi mà chưa chọn được bài đi. Ồ, Lemon Wizard. Em lấy trứng up Lemon Wizard lên luôn chứ. Lemon dạo này khỏe mà. Lemon dạo này khỏe, mới update lại thì Lemon được giảm thời gian hồi chiêu, rất là khỏe. Giật được rất là nhanh. Nhưng mà có vẻ như không được rồi bạn ơi. Đội hình này mình không có thấy khả năng mà thắng. Từ đây tới hiệp tới 15 chắc thua không quá. Chắc có cái cửa thắng nó không sáng rồi. Cửa thắng nó không sáng. Cửa thắng nó không sáng rồi. Có vẻ như là thua rồi đó. Thua rồi đó, nhưng mà không sao.
thua nhưng mà phải trong tầm kiểm soát đúng không? Mình thua một cái kiểu giống như là sao? Mình thua một trận đánh nhưng mà mình thắng cả trận chi cả cuộc chiến, à, đúng không? Vậy mới được. Mình thua một hiệp thôi nhưng mà mình thắng cả cuộc chơi. Giết được con nào đó, hai con đó, giết con thuyền trưởng giùm tao đi. Được luôn, hay quá, giết được hai con, trời mừng quá. Thua nhưng mà vẫn giữ được máu, may mắn quá. Tưởng là thua trắng tay chứ ai vậy không. Tưởng thua trắng tay nhưng mà không sao, cũng được, nhưng mà lấy trứng úp con này cái đã. Lấy trứng úp con này cái đã, đó, rồi như vậy đi. Bây giờ thua không thì không biết có nên là bỏ để bộ mét ở trong đây hay không nữa chứ. Bộ mét ở trong đây nghe bộ có vẻ như nó không thể hiệu quả bạn ơi. Thì nó có thắng được đâu, nó có thắng được đâu để nó cho mình cái trái tim đâu. Làm gì có thắng được đâu đúng không? Anh em mà đang xem để lại cho mình một like nha. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình nha, cảm ơn mọi người. Ok. Lại mình quay ra. Ồ giật chết một con, hay quá, giật chết con đó hay nha. Giật chết con đó thắng luôn nè, thấy chưa? Giật chết con Umra, bạn biết con Umra rồi đó, nó khả năng nó gọi ra hai con nhỏ nữa, như vậy thì nó khá là trâu chó, khi mà nó ăn tiêu thì nó sẽ nhân máu lên rất là nhiều, hơn là giật một phát chết hẳn luôn. Bởi vậy đừng bao giờ xem thường sức mạnh của cô Thời Điện. Cô Thời Điện là một vị cứu tinh, vị cứu tinh, nhưng mà trong cái tình huống này thì có vẻ như em nó cứu không nổi mình rồi. Ở trời ơi, tôi mất cái trứng. Tôi mới mất cái trứng để tôi lấy con Blaming Wiza, bây giờ nó lại cho free 3 tiền thôi là ăn tiền rồi. Lỗ 2 tiền rồi mấy bạn ơi. Tôi không biết là tôi làm vậy có đúng không nữa. Khó chịu thiệt sự. Bài cho nó kiểu như nó bị ung thư các bạn. Bài cho kiểu bị ung thư, nghiệt ngã. Nhưng mà mấy trận nghiệt ngã như vậy thì nó nếu mà gọi là cố gắng về sau cũng được. Mấy trận nghiệt ngã nãy giống như nãy mình nói rồi đó, khổ trước xứng sau. Còn mấy trận nào mà gọi là đẻ dạch đít luôn á thì tao kêu là đít dính dạch đít, nó vậy đi, đít về đít, đẻ dạch đít thì hơi căng. Nhưng mà có vẻ như dáng này là mình là thuộc loại dưới đáy xã hội, thuộc loại dưới đáy xã hội rồi. Cái này nhiêu đây máu chắc là mẹ dưới rồi. À không, vẫn còn trên được hai thằng. Cái trận này nó nát dữ vậy luôn hả? Đội hình mình nó ung thư vậy mà vẫn trên được hai thằng. Nghe có lừa hay không chứ. Đội hình tao ung thư vậy mà vẫn có hai thằng yếu hơn mình. AVC này, này nhạc sĩ mà đúng không? Này này nổi tiếng lắm nè. Này nổi tiếng nè. Lay lay nghe kiểu xem với lay lất. Ồ lay lất là chắc không sống được rồi. Lay lay nghe thấy là biết là không sống nổi rồi. Lay lay chán thiệt, đặt tên nào mà nó cứng cáp luôn. Lay lay nghe nó rung rinh sao đó rồi. Giật miệng cái nữa, trời giật nó không chết. Con mẹ mày ơi, chết thì sao, để giật con Umra nó không chết bạn. Trời ơi, giật con Umra chết là đỡ tốn máu rồi, mình giật không chết rồi. Thôi kệ đi, thôi kệ đi, lỡ rồi. Bài xấu như vậy thì chịu thôi bạn, chứ biết làm gì hơn giờ. Bài Goblin cũng đi không được. Ôi ông già, thôi chết mày rồi, bỏ Goblin đi. Cút. Lấy ông già thêm. Lấy ông già vô. Rồi vậy đi. Bốn phép hả? Bốn phép nghe cũng không đúng lắm nha. Bốn phép nghe cũng không đúng lắm. Căng nha, lấy cái này cho ông già đi. Ông con Lemmy Wiza không cần cái xét đâu. Nó tự đánh hồi mana được. Nó tự đánh hồi mana được. Mày chết mẹ rồi, hiệp thứ 15 này căng nè, hiệp thứ 15 mình có hai con Birit này không biết là đép nổi hay không nữa chứ. Quên nữa, hiệp thứ 15 mà lỡ bán Goblin hết thì cũng dở đấy chứ. Rồi thôi kệ, cố gắng đép tới đâu hay tới đó, thu quái cũng được. Phép mà thu quái đó là cái chuyện thường. Cái chuyện thường, trời ơi lướt quá tuyệt vời. Water Spirit lướt pha đó là nó 10 điểm. Điểm 10 cho chất lượng em ơi, điểm 10 cho chất lượng. Đó, thấy không? Water lướt pha đó là chuẩn chỉ luôn bạn. Có là trong sách giáo khoa đem ra luôn á. Lướt pha đó là trong sách giáo khoa đem ra luôn. Thôi. Cút. Goblin cút giùm. Bỏ tay. Cái này có vẻ như là hay là lấy Goblin, ta lấy 3 Goblin cũng được nha. Ba Goblin dạng này cũng căng đấy. Cũng không rành nữa. Tự nhiên từ hồi mà lúc đầu mình đi Goblin thì nó không cho, bây giờ nó cho, có khi nào nó lừa đúng không? Có khi nào nó lừa, mình phải đặt ra câu hỏi như vậy bạn.
thấy đặt ra câu hỏi trong đầu là ồ có khi nào nó lừa không à, thấy không, mình phải vậy, mình phải gọi là nghi ngờ tất cả, ra đời không tin được nào. Mẹ, tay trái đếm tiền, tay phải cũng phải đếm lại mà. À, tay trái cầm tiền, tay phải cũng phải đếm lại mà, cho nên là không tin thằng nào hết. À, không tin thằng nào con nào đó, à, cứ tin vào bản thân thôi bạn. Xoẹt thôi, nước không có đam. Nước không có đam thì cho mất máu nhiều quá, 14 máu. Ôi, có vẻ như mất máu hơi nhiều quá đó bạn. Rồi để con này vào. Rồi. Trời, vẫn mới có 4 phép thôi, ở đâu ra vậy ta? Ở đâu ra thiếu phép dữ vậy? À, rồng cũng là phép đúng không? Bây giờ nếu mà lấy hai con này ra thì 6 phép mà già 1 nghe cũng bệnh nha. À, già 1 nghe cũng bệnh dễ sợ luôn. 6 phép nè, thấy không? À, 6 phép nè. Tạm đi, tạm như vậy đi. Rồi 6 phép cái đã, để coi già trưởng tới đâu nha. Cái này là già 1 nè bạn. Già 1 mới được bóp sức mạnh là bữa hổm đúng không? Đây, thử cho bạn coi. Trưởng nè, này không có kháng phép nè, trưởng nè. Được nha, được, cũng được, 4.000 đam nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ. Có phải là già 2 thì dễ sống hơn, chứ già 1 thì khó căng. Trưởng, ui cái này chết mẹ mày hết nè. Mày thấy biết liền. Nhìn nó vậy, nó yếu máu rồi, mình biết là chắc là trưởng này là nó chết hết rồi. Trời ơi, đừng giỡn với già nha. Bởi vậy ta nói rồi, đừng bao giờ gọi là sao, nhìn mặt bắt hình dong. Già già nhưng mà người ta có vỏ. À, đây thuyền trưởng luôn, được luôn nha bạn. À, già già nhưng mà người ta có vỏ nha. Già răng, già tóc như là đồ chơi không già nha bạn. Ờ, đồ chơi không già, cho nên là cẩn thận. Cẩn thận, ok. Ripper cái chó gì vậy? Ồ, được luôn, này bán Ripper được rồi nè. Để con này vào nè, bây giờ là mình biết sao bạn, mình gọi là xoay bài nhiều dữ vậy không? Bài này mà mình không xoay giờ này á, chút xíu mình không có cơ hội. Mình không có cơ hội xoay. À, mà bạn phải hiểu là bộ cái đội hình của bạn đang như vậy, bạn hiểu không? Nó đang nằm trong cái thế gọi là thế kẹt như vậy. Bạn không xoay chút xíu nữa bạn xoay không kịp. À, bạn xoay không kịp, lướt cái nhà, ờ không kịp lướt luôn. Ok, vẫn thua, vẫn thua. Đang trong thế kẹt như vậy thì mấy bạn phải sử dụng hết khả năng của mình thôi. Level 7 cũng có thể chơi, nhưng mà sử dụng ma năng đồ nè, trượng phép cũng được luôn. À, có vẻ như hơi thiếu đồ phép, hơi thiếu đồ phép, nhưng mà không sao, có thêm cái này cũng được, có thêm cái này cũng được. Rồi gậy này cho ông già luôn, tăng sát thương kỹ năng lên 40 tiền, giữ móc 40 tiền cái nhẹ. Hết hiệp 19 này là tới hiệp 20. Hiệp 21 cố gắng up 8, để thêm đội hình vào cho nó có tăng cái số lượng, gọi là tăng cái chiều sâu đội hình lên màn. À, cái này thằng này không kháng phép, ông già trưởng cái đẹp nè. Ông già trưởng một cái đẹp. Ô, rất được nha. Rất được nha, con Water Spirit rước lướt pha nào ăn pha tiền pha đó, lướt cái nữa nè. Mày nè, bạn thấy chưa? Water 2 thôi đó nha, nhưng mà lướt ăn tiền dễ sợ không? 10 điểm, cho mày 10 điểm, à, cho mày 10 điểm. Từ nay tới cuối năm học khỏi người trả bài em, à, khỏi người trả bài. Hẹp 20 rồi, à, up cấp luôn, để vô luôn, đó có trận thua quái. Bây giờ không phải là lúc giữ tiền nữa bạn, không phải là lúc giữ tiền nữa, bây giờ mình nói rồi, bây giờ là trong cái thời gian này bạn nhìn đội hình là bạn hiểu rồi, mình yếu tới mức mà bây giờ mình mới có hai con 2 sao thôi. Yếu tới mức đó luôn. Cho nên là bây giờ mình giữ tiền chẳng khác nào là ôm tiền xuống mồ cả, cho nên không. Một là sao phải di chúc đàng hoàng, à, trận nào mà thấy kiểu như giữ tiền xuống mồ được thì giữ, nhưng mà trận này thì không. Trận này không có thể sống trong vương giả vậy được, nghèo lắm. Ôi 10%. Cái trận này có phải kéo dài lâu hay không? Chắc là có thể kéo dài thêm lâu nhưng mà chưa sạc. Chờ xíu để xử lý hết pha này rồi cắm sạc sao nè. Có tưởng top 8 mà chứ, tưởng top 8 ô đây nè. Đó, được. Cái này ép cho ông già luôn cũng hợp lý. À, ép cho ông già luôn cũng hợp lý. Đặc biệt là đừng dính sát thương, ông già là phải sống mới được. Ông già là phải sống mới được, để ông già gồng. Nhiều khi đang gồng, ẹt cái chết con mẹ nó là dở lắm. Phải gồng được em ơi. À, để ông già mà có cái nghiệt nha. Ông già này trưởng mạnh mà cái gồng, thời gian gồng nó hơi bị lâu quá. Mặc dù tăng đam lên mà cái thời gian gồng nó lâu quá. Ông già này cũng không cần phải tăng đam nhiều cho ổng đâu, tại vì trưởng đã mạnh rồi. Nhưng mà giảm cái thời gian gồng xuống, giảm chừng khoảng 1 giây thôi là chắc là cũng gọi là ra gì đó ha bạn, đúng không?
Các bạn thấy nếu mà giảm thời gian ròng xuống khoảng chừng 1 giây, khoan, giảm xuống không biết bây giờ là mấy giây, nhưng mà giảm xuống 1 giây là còn bao nhiêu giây đó thì chơi, nhưng mà giảm xuống 1 giây thôi là gây được rất nhiều đam, nó sẽ đỡ trễ hơn. Cái giai đoạn mà delay sát thương của bộ phép nó giảm đi thì nó cũng đỡ cho bộ phép, nhưng mà bộ phép giờ khó chơi. Khó chơi, nhiều bộ ăn được nó quá, nhiều bộ ăn được nó quá, phải không? Chứ bộ phép không phải dễ chơi như hồi trước đó. Bộ phép hồi trước mà lên đỡ 6 phép già 2 thôi coi, bạn cảm thấy cái sức mạnh nó dâng trào trong người, dâng trào trong người, cảm như là ta đây nắm cả thế giới trong tay. Nhưng mà giờ 6 phép 6 phép già 1 này hết là bộ phép này được tăng rồi nha, úp sức mạnh, kêu là búp sức mạnh lên rồi đó. Nhưng mà cảm giác nó vẫn không an toàn, anh không có mang lại cảm giác xếp, anh không có xếp chút xíu nào. Nó có vẻ như nó hơi bị phiêu nè, giống như giờ 6 quơ nè, nó sồ vãi cái đáy nè. Bây giờ mình trưởng nó không chết pha này là nó mình thua nè. Ok, cũng được, cũng được. Ok, hay quá, thuyền trưởng 2 nha. Thuyền trưởng 2, và nên nhớ cây thuyền của nó là sát thương phép nha. Đụng một cái thì cũng vãi đáy đấy. Đụng một cái thì cũng vãi đáy đấy. Thuyền chìm ngay háng là thôi cũng là đau hai cái trứng giấy, cho nên là hay đấy, được. Nhưng mà con rồng này thì phải giật. Con rồng này phải giật, thà mà lấy con rồng 5 tiền đó, nó còn khỏe hơn con rồng chó này. Con rồng 5 tiền nó còn làm chậm tốc đánh của đối phương, chứ con rồng này thì bóp dai lắm. Nhưng mà thôi bây giờ phải chịu thôi bạn. Bây giờ phải chịu, tại con rồng 2 tiền Shining Dragon nó bị bỏ đi rồi. Con rồng 2 tiền là một trong những con mà mình rất thích khi đi bộ rồng luôn. Tại sao? Cái sát thương của nó là sát thương trên diện rộng, nó xuyên qua đội hình đối phương, nó gây đam rất mạnh. Mà nghiệt có cái là dáng này, cái con rồng thúi này thì nó lại không bỏ đi, mà nó lại bỏ đi cái con Shining Dragon của mình. Nghe nó cũng phiêu thiệt luôn. Ôi trưởng đẹp, hay lắm. Nghe thấy nó cũng hơi sai sai. Nhưng mà có vẻ như là mình bắt đầu mình gượng dậy ở 29 máu rồi đó. Mình đụng thằng nào mình đập đó luôn. Bây giờ già 2 là... Bây giờ cho già 2 là hợp lý rồi nè. Bây giờ cho tao già 2 là bắt đầu đúng rồi đó mấy à. Đừng keo kiệt nữa, hãy rộng rãi với tao nào. Rộng rãi với tao này, chơi không có được keo với bạn. Ok, chơi không được keo với bạn, mình phải rộng rãi chút. Già đi. Tao kêu cho già. Cho con Ormet làm chó gì, có gây được đam đéo đâu. Trời ơi, cái gì vậy trời. Có vẻ như là bài này khó cho mình rồi. Ôi, gặp Assassin. Tôi chết mẹ rồi. Già trưởng đẹp, già trưởng đẹp. Mày, trời ơi, ngon lành, ngon lành. Tưởng là chết nhưng lại không. Ok, mày hả, đụng thằng nào đập đó luôn mà, thấy không? Mình đâu có ngại, đụng thằng nào mình đập đó luôn. Khi mà 6 phép rồi đâu có ngại, bộ phép khá mạnh. What the fuck, 29 máu leo lên top 3. Cái trận gì mà máu nó sàn sàn nhau, sướng vậy ta. Mình tưởng 29 máu là mình phải nằm top 7, top 8 gì chứ. 26, 29 máu lên top 3 đứng nè. Hai thằng đầu bảng top, ôi nhiều máu thôi, chứ còn mấy thằng còn lại là phế vật hết hả? Ung thư hết rồi. Ôi, vậy là căng à. Bài nó sàn nhau, vậy khỏe lắm nè. Tại sao? Là mấy thằng kia chỉ cần mình vô top 4 là được rồi bạn. Mình vô top 4 là được rồi. Tại bài mình hơi xấu đó, cho nên mình muốn vô top 4 thôi. Bây giờ mấy thằng kia nó chết trước là mình, bây giờ là phải gọi là survive nè bạn. Kêu bằng survive nè, chứ đừng có hướng tới top 1 giờ này không. Top 1 là nó chuyện xa vời, bạn không? Chuyện xa vời, bây giờ hướng vô top 4, cố gắng sống càng lâu càng tốt. Chứ bao giờ chơi cái bộ nào mà nó có vẻ nhục như cái bộ này luôn. Cố gắng sống càng lâu càng tốt, ép cho già luôn. Già 1 mà cầm trang bị thấy chán thiệt luôn. Úp luôn. Xoay luôn. Mà nó rồi xoay luôn, chứ chút nữa xoay không kịp đâu. Tụi nó tăng tiến sức mạnh 2 hiệp 26 rồi bạn. Già 2 đi. Trời, có con này cũng được. Máy bay lấy luôn. Máy bay lấy luôn, để máy bay vào. Máy bay cũng là một trong những con gây sát thương phép trên diện rộng. Rất khỏe nha bạn. Rất khỏe, nếu mà máy bay được thì bạn cũng gọi là... ok đấy, không đùa đâu. Nhưng mà ông già này thì phải lên 2 sao cái đã rồi, muốn thắng gì đâu, thắng ai thắng. Trưởng nè. Máy bay, ui ông già gây đam cực khỏe nha, ông già gây đam cực khỏe luôn. Wow, cái chó gì vậy? Cái gì vậy bạn? Cái gì đang xảy ra vậy? Hai con nhện của nó rồi nó hòa mình.
Bị khùng à. Tao còn what the fuck gì vậy lắc rồi. Nó còn hai con nhện con. Mình còn ba con. Ba con xịn, ba con bỏ tiền mua. Hai con triệu hồi quề với mình. Cái đách gì vậy ta? Game lỗi rồi, đụng dáng này thua đúng rồi. Cái dáng đó mà lại hòa là thấy sao rồi. Mày sao hòa được? Mày sao hòa được? Đúng không? Dáng đó mình ăn rồi. Game lỗi, lỗi game rồi, mình chết rồi. Game update tới, update lui vẫn lỗi à. Trưởng vô chỗ đông, ông già rất trưởng rất đẹp, máy bay cũng đẹp. Thôi ôi. Combo lia đội hình nó đẹp mắt kinh khủng. Water Spirit là đầu tiên nha. Trái bơm đầu tiên nó nổ cùng lúc với Water nó lướt nha. Xong ông tiếp theo là ông già xoẹt qua một cái, nhắm mắt mở mắt ra là còn có một con. Bên kia còn đúng một con. Được. Bây giờ già hai nè. Đúng rồi, đó, thấy chưa, chạy đi đâu được. Mình nói rồi. Khá lắm em ơi. Khá lắm, đó, già hai bây giờ nó lại khác rồi nha. Hồi nãy là già một là nhường thôi, tao nhường chút xíu thôi, nhưng bây giờ khác rồi nè. Bây giờ là nó phải thể hiện được sức mạnh đội hình mình nè. Bây giờ 29 máu, mấy thằng mà 6 máu trở xuống là vứt đi rồi. Đụng mình là mình vả chết luôn à. Thằng nào đụng mình mà yếu máu bây giờ vả chết luôn nè. Ok, thằng này là thằng 28 máu thôi kệ, tha. 28 máu thì mình không giết nó được một lần. Thua luôn à. Thua luôn. Cái what the fuck gì vậy ta. Ông già bị câm lặng. Con Doom này nó khôn thật sự. Nó câm lặng ông già. Một thằng ra đi rồi. Mất cái top 8 rồi. Mừng quá. Mừng quá. Mày mất cái top 8 rồi. Mình mừng quá các bạn ơi. Mày mất cái top 8 rồi. Mừng quá. Trời ơi, tưởng là đi rồi chứ ba rồng như vậy nè cũng được nha. Ba rồng như vậy nhưng mà có vẻ như con rồng 4 tiền 1 sao nghe nó ung thư gì đâu luôn. Này đi 5 rồng được á nhưng mà thôi, mình không đi được. Mình không đi 5 rồng đâu. À, đi 5 rồng là phải level 10, mệt lắm. Trưởng đẹp chứ bộ, trưởng đẹp chứ. Trưởng đẹp chứ, ok, được, khá. Khá lắm. Nào, giờ nãy giờ đụng mấy thằng cao máu không nha, mình vẫn vả được. Khá đấy, bắt đầu thấy vô rồi đó, một thằng đi nữa, mất cái top 7 rồi. Bây giờ mình nói rồi, nãy rồi mình nói rồi, bây giờ mình không có tranh giành top đầu nữa. Chờ mấy thằng kia chết hết là tới mình là được rồi. Tranh giành làm gì? Vương quyền ở thế gian này là chi đâu bạn, cho nên thôi, không... không có tranh giành, không có tranh giành. Bây giờ cứ để im đó cho mình. Không có tranh giành gì hết, chờ đi. Bây giờ máy bay lên 2 là đẹp lắm luôn, nhưng mà máy bay lên 2 khó lắm, không phải dễ đâu nha. Máy bay dạo này kiếm là khó rồi. Chứ không phải là bạn muốn là có đâu. Máy bay lúc trước còn dễ kiếm nha. Bơm mới khó thôi, bây giờ bơm với máy bay đều khó kiếm. Thạch truy phù văn, bao tay rồng. Thạch truy phù văn bao tay rồng, bao tay rồng tăng hút máu từ sát thương kỹ năng, mẹ cho ông già đi. Hút máu lại cũng được. Hút máu từ sát thương kỹ năng cho ông già đẹp mà, đúng không? Trời ơi, đá năng lượng. Ồ, đá năng lượng với lại cây gậy. Mẹ, tao có cái cầu hồi phục rồi, sao không cho cái cậy luôn, tao làm cái RO. RO mà nếu mà giờ mà RO đó thì cho bạn sẽ cho ai? Mình thì RO thì mình không cho ông già đâu, nếu mà RO thì mình sẽ cho máy bay. Máy bay là đẹp, máy bay là đẹp, chắc chắn là máy bay là chắc chắn là đẹp lắm. Ok, mấy thằng mà yếu máu thì có vẻ là gặp mình là đi đấy. Lay, ui, assassin thằng này xanh nhờ, quẹt nào không ra. Xuyết, trời ơi, được luôn. Mẹ, vậy mà nó vẫn ăn mình bạn ơi. Ghê nhờ. Trời ơi, tưởng đụng là đập luôn, ai về là bị nó trụng lại luôn. Dở thật sự ta, sao assassin, sao đội hình mình nó sồ mạnh như nãy mình để đây. Thì nó cũng không sồ. Ôi ôi, bắt đầu rồi đó nha. Thằng đầu bảng nó gặp mình hai lần xong rồi nó còn có 22 máu thôi. Khá lắm em ơi. Ô, Tsunami nghe cũng được. Tsunami tăng thêm lượng sát thương cũng quên, tăng thêm lượng khống chế cũng ngon. À, chống chịu cũng ok. Ok.
Bạn thấy gì không? Mình để hai con quizza ngoài đó để làm gì? Hai con quizza ngoài đó để làm gì? Warrior đúng không? Warrior đúng không? Mày Warrior. Ôi già mà có cần đâu. Vậy là nó chết rồi. Quân ơi, đi nè, 17 máu, đau như chó cắn chưa? Rồi ơi, có level 10 luôn, chắc là mình lấy 4 spirit. À 4 spirit mình đép rồi. Đột nhiên lên đầu bảng. Đột nhiên lên đầu bảng, nghe được nha. 6 5 4. Ồ có máu đẹp ghê không? Nhưng mà có cái thằng lay lay này, thằng này assassin. Assassin, à assassin thì mày chết. Assassin thì mày gặp 4 spirit mày chết, mày phải chết con à. Không, mày phải chết, không thể nào mày sống được khi mà 4 spirit nằm đây được hết á, không. Tính hết rồi, gặp assassin cho nên là đi 4 spirit là chuẩn chỉ. Warrior xong một thằng. Warrior gặp 4 spirit chết luôn. Chết luôn, có berserker cũng chết. À chết luôn em ơi. Ôi giật, ôi Dark Spirit nè, đó. Ông già đâu, ông già chết rồi hả? Ủa sao ông già mà chết được ở trong góc mà? Ôi lừa rồi, lừa rồi. Thằng này 6 máu, what the fuck. RO cũng đẹp, RO cho đắt cũng đẹp, RO cho đắt cũng đẹp. Ép cái này đi. Rồi để vô cho thuyền trưởng nè. Sách giáo khoa bây giờ có vẻ dư rồi đó. Tại có ép được chó nữa đâu. Đó RO cho đắt nè. Để đắt vô đây, kiếm chỗ cho đắt nó nằm cho nó đẹp, để nó RO nha. Cái này đây, bây giờ đồ hình sao nó cũng yếu yếu, sao nó có vẻ như nó không khỏe lắm. Từ từ, chờ xíu nha, chờ xíu nha. Warrior này, Warrior đắt RO, không lẽ mày sống được dáng này thì tao thấy lạ đó. Nè mày sống hộ đi, nè sống hộ nè, câm lặng được ông già rồi, giờ mày làm gì đây? Mày làm cái gì đây? Đi nè quân ơi, một nốt nhạc, đá năng lượng, sách ESB, ok. Rukalot, Rukalot. Thằng này hồi nãy là Rukalot, nhớ là đi Hunter à? Hunter cũng được đấy, Hunter cũng khỏe đấy, Hunter có thể khắc chế phép nha. Hunter có thể khắc chế phép nha, nhưng để hết hiệp 35 này đi rồi tính sao. Ok, ok. Hunter thì dễ đi 4 kháng phép lắm. À, dễ đi 4 kháng phép lắm. Bây giờ thường thường á, người ta đi Hunter người ta đi 2 kháng phép là Tsunami với Marine. À quên, Tsunami với Siren là hai con đó. Fallen Witcher 3 sao? Cái gì vậy ta, nó đi Hunter mà. Đào đâu con Fallen Witcher 3 sao vậy? Trời ơi, phải nói luôn á nha. Cho đồ phép như vậy thì tao sợ mày rồi đó. Trời, nó cho đồ phép gì vậy bạn? Nó cho đồ phép gì vậy? Cho đồ phép cho cái đau quỷ. Ôi giờ tôi chóng mặt quá. Tự đột nhiên tôi bị chóng mặt các bạn. Cho đồ phép cho cái đau quỷ á. Bó tay luôn, tôi không hiểu kiểu gì luôn á. Rồi căn nhà Fallen Witcher 3 để coi. Ôi bị mất demon nè, nó không có tabu đúng không, nó không có Witcher, bị mất demon nè. Oh fuck, con này nó gánh luôn à. What the hell, nó bị mất demon chứ. Tại mình team mình có con demon nha, team mình có con Witcher á. Rim Tuck là demon, nó không có tabu mà sao nó khỏe dữ vậy được. Game lỗi à, khóa bộ demon rồi tại sao nó khỏe như vậy được. Mẹ để cái này nó nhảy lên xong nó đánh tay ngắn cái nó bị hóa đá là tưởng nó chết luôn. Ai giờ không, nó có cây trượng. Tự nhiên tôi đau đầu quá. Tự nhiên tôi đau đầu quá. Trời ơi, nó nè, nó bị hóa đá nè. Rồi ông già trưởng, ôi ông già trưởng không chết, xong rồi nó hồi máu lại, xong rồi nó giết chết mình luôn. What the fuck. Lỗi game rồi, lỗi game rồi, mẹ ơi. Mất demon rồi nha, mất demon rồi nha. Nhưng mà nó vẫn trưởng như vậy là đam, đó là đam thường hả? What the hell, lạ lùng vậy.
máu mình cũng đâu có yếu đâu ta. Chà, vậy là chịu rồi bạn. Đi bộ phép này là mình cố gắng lắm luôn á nha. Từ cuối bảng lên đầu bảng đập hết luôn. Gặp thằng cố này xong thua. Ồ, 52 kẹt 1. Đúng kiểu 52 kẹt 1 luôn á. Gọi là tới vạch đích rồi, xúc bánh xe. Tới vạch đích rồi, xe chạy xúc bánh xe. Mẹ ơi, cái gì vậy? Cây vãi đái luôn á. Cái con Diamond này nó bị lỗi rồi bạn ơi. Ok, chịu thôi. Anh em đang xem nhớ để lại cho mình một like và đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người.